Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mitsubishi Outlander, chiếc xe 7 chỗ ngồi sản xuất và lắp ráp trong nước của bên phía Mitsubishi trong video ngày hôm nay. Thời điểm dịp ngày mùng 7 tháng 9 năm 2024, dịp đầu tháng này mình đã cập nhật được những cái sự thay đổi về giá bán khuyến mại tại thời điểm này rất mạnh dành cho từng phiên bản của Mitsubishi Outlander quý các bạn nhé. Những ưu đãi về gói quà tặng phụ kiện như dán kính cách nhiệt, như trải sàn da, như camera hành trình thì vẫn được giữ nguyên. Và mức giá lăn bánh mới nhất dành đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về chiếc xe này. Outlander là cỡ xe gầm cao nhưng mà có ưu thế khi mà so sánh ở trong phân khúc là nó có tới 7 chỗ ngồi. Những anh chị, những khách hàng nào mà chúng ta thường xuyên đi gia đình với cần số chỗ ngồi nhiều thì Outlander là một cái sự lựa chọn cũng khá là ok. Đây là một chiếc xe mà hiện tại bên phía Mitsubishi đang phân phối với hai phiên bản cơ bản. Một là Outlander CVT phiên bản thường, hai là Outlander CVT phiên bản premium. Cả hai phiên bản thì đều sử dụng là máy 2.0 hút khí tự nhiên và hộp số tự động vô cấp CVT, vận hành nó mượt mà và cũng khá là tiết kiệm cho cái chiếc xe này. Hiện tại thì cả hai phiên bản đang được ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ vì là sản xuất lắp ráp trong nước anh chị nhá. Và cái thời gian của giảm lệ phí trước bạ thì mình có nói rồi, nó sẽ kéo dài trong 3 tháng thôi, tháng 9, tháng 10, tháng 11. Vậy thì anh chị có kế hoạch mua xe thì chúng ta cũng phải lưu tâm về cái thông tin này. Tại giá của tháng 9 theo lịch dương lịch này thì Outlander thay đổi rất là mạnh. Cụ thể chi tiết từng phiên bản như thế nào, mình xin phép cập nhật nhanh luôn như sau để anh chị chúng ta nắm được và chúng ta có phương án. Đầu tiên là Mitsubishi Outlander CVT phiên bản thường, hay còn gọi là cái phiên bản tiêu chuẩn, với mức giá niêm yết đề xuất của nó đang là 825 triệu đồng. Anh chị khách hàng nào mà chúng ta thường xuyên theo dõi trên Top Car VN thì có thể biết rằng trong thời điểm của tháng 8 trước, và cái tháng 8 vừa qua khi mà chưa có giảm 50% lệ phí trước bạ thì đâu đó giá xe sau khi trừ khuyến mại bán rơi vào khoảng tầm 725 triệu. Nhưng sang tháng 9 này giá đã tăng lên rất là nhiều rồi. Giá bây giờ là 793 triệu đồng cho Outlander CVT anh chị ạ. Như vậy là cũng linh tăng cường tăng giá lên nên tới 73 triệu đồng cho cái phiên bản tiêu chuẩn này. Vậy thì đương nhiên cái mức giá lăn bánh của nó cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Ở tỉnh là 837 triệu, ở Hà Nội là 866 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 857 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 837, ở Hà Nội là 866 và thành phố Hồ Chí Minh là 857 theo cái phương án mà chúng ta mua trả thẳng. Còn nếu như mà lấy trả góp của Outlander CVT bản thường này thì ở tỉnh số tiền bỏ ra tối thiểu là 200 triệu. Ở Hà Nội là 230 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 220 triệu đồng quý các bạn ạ. Ở tỉnh là 200, ở Hà Nội là 230 và thành phố Hồ Chí Minh 220 triệu đồng theo cái phương án mà chúng ta mua trả góp. Bản này ưu đãi thuế đâu đó khoảng tầm 49 triệu nhưng mà giá xe tăng lên 73 triệu quý các bạn ạ. Cho nên là cái giá của nó mình thấy là còn tăng hơn so với cả cái thời điểm của tháng trước. Tiếp theo phía trên là Outlander CVT phiên bản premium. Bản premium này cũng có điều chỉnh giá rất là mạnh. Giá niêm yết của nó đang là 950 triệu đồng. Và hiện tại dịp đầu tháng 9 này mình cập nhật được mới nhất, đại lý sẽ bán với mức giá xe còn lại là 916 triệu đồng anh chị nhá. 916 triệu đồng là giá xe còn lại. Với cái mức giá này nếu bây giờ đi đăng ký ra biển ở tỉnh sẽ là 965 triệu, ở Hà Nội là 995 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 985 triệu đồng quý các bạn ạ. Ở tỉnh là 965, ở Hà Nội là 995 và thành phố Hồ Chí Minh là 985. Bản này thì cũng đã được giảm thuế rồi khi mà tính ra cái mức giá lăn bánh như mình vừa đọc. Nhưng mà thực tế thì bản này cái tháng 9 này giá xe cũng tăng tương đối là nhiều quý các bạn ạ. Nếu như mà chúng ta mà có nhu cầu lấy trả góp của Outlander bản premium này thì ở tỉnh số tiền bỏ ra tối thiểu để quần chuẩn bị lăn bánh là 233 triệu, ở Hà Nội là 262 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 253 triệu đồng quý các bạn ạ. Tỉnh là 233, ở Hà Nội là 262 và thành phố Hồ Chí Minh 253 theo cái phương án mà chúng ta mua trả góp. Đó là hai phiên bản, hai sự lựa chọn về Mitsubishi Outlander tại dịp đầu tháng 9 theo lịch dương lịch này. Một cái chiếc xe mà
cơ bản là nó sẽ đáp ứng dành cho những anh chị khách hàng nào mà thích đi gầm cao, đòi hỏi số chỗ ngồi nhiều, thì đây là một chiếc xe. Và hiện tại thì đại lý cũng đang có xe giao, bây giờ tất cả xe là đều sản xuất 2024 hết. Anh chị nào mà chúng ta quan tâm, chúng ta muốn xem xe, muốn lái thử trải nghiệm thực tế về Outlander này, hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhiều quý các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thế còn ở miền Nam thì nhiều quý các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Hãy nhớ rằng đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Khi có bất cứ sự thay đổi nào về giá, dù tăng hay dù giảm, thì Top KVN sẽ cập nhật ngay và luôn. Xin chào ạ.